Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn đến giao lưu hôm nay là khu vực sân vận động của thành phố Cần Thơ, chỗ nhà của anh Tám với những cái phôi mai giao lưu. Xin mời. Rồi, chào Trạng ơi. Dạ, xin chào chú anh chị trên kênh Bonsai Cần Thơ. Rồi. Hôm nay thì em về 24 phôi mai vàng. Rồi. Có thành phẩm, có phôi, có. Okay. Cũng mong chú anh chị ủng hộ. Dạ, rồi. Em xin cảm ơn. Okay. Chương trình của em là vẫn là bao phí ship toàn quốc. Bao phí ship toàn quốc. Dạ. Ha. Rồi, ok. Hôm nay em là 25 phôi là giảo hết luôn nha chú anh chị. Tất cả đều giảo hết mấy anh ơi. Rồi, mình bắt đầu cái số 1. Số 1 mấy anh ơi, số 1. Rồi, okay. Rồi, cây số 1 là cây dáng thú ha. Rồi, dáng thú. À, thú gõ nét rất là đẹp. Em này là số 1 mấy anh ơi. Rồi, thông tin thời tiết ở Cần Thơ là đang mưa mấy anh ơi. Cơn mưa đầu mùa luôn. Rồi, ok, mã số 1. Hôm nay giảo hết nha mấy anh, giảo hết. Mưa gió nhưng mà em vẫn lên clip phục vụ của chú chị ha. Okay. Rồi, cho thông số luôn. Em này là mã số 1. 18. Rồi, 18 mấy anh ơi. Rồi, cao. Chiều cao là 20. 20 luôn. Chiều dài thú là 25. Rồi, 25. Rồi, phôi số 1 này em giao lưu giá là 800.000, em bao ship toàn quốc luôn. Em này là 800.000 mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn số 1. Rồi, rồi, số 2 số luôn. Số 2. Rồi, lùng lực ha. Số 2 luôn. Lùng lực. Đây là những bãi đế nè. Rồi. Đẹp, đẹp ha. Rất là gọn nha mấy anh, bonsai luôn, để bàn luôn. Bao sống bao ship luôn mấy anh ơi. Bao sống bao ship bao bông luôn. Rồi, ok. Rồi, cho thông số em này luôn. Số 2 mấy anh ơi, số 2. Hoành Thăng 19. Rồi, 19. Chiều cao là 19 luôn. Rồi, 19 luôn. Rồi, phôi số 2 này giá là 500.000. 500.000 mấy anh ơi, 500.000 bao ship luôn. Rồi, tiếp theo số 3. Phôi số 3. Rồi, phôi số 3 là phôi số mini. 3, số 3 luôn mấy anh ơi. À, đế nơm ha. Rồi, mini luôn mấy anh ơi. Nó quái là quái, chỗ này nặng lỗ nè. Ờ. À, này ha. À, quái, quái. Mã à, số 3. Nè, tạo quá ha. Rồi, ok. Số 3. Bao ship, bao sống luôn. Bao bông luôn. Rồi, bông luôn, giảo luôn mấy anh ơi. Rồi, đo. Mã số 3. Rồi, thông số luôn. Hoành Thăng là 18. Rồi, 18. Chiều cao là 22. 22 luôn mấy anh ơi. Cao đến hôm là 17. Rồi, 17 luôn. Rồi, phôi số 3 này em giao lưu giá là 500.000. Em này là 500.000. Rồi, đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn. Số rồi, 4. Tiếp theo là số 4. Rồi, đế nôm ha, thân quái dị cà na. Số 4. Mã số 4 mấy anh ơi, số 4. Nói chung là độc lạ mấy anh ơi, độc lạ, nhỏ mà lạ. Rồi, giá hữu nghị dễ chơi luôn. Rồi, thông số luôn, em này luôn. Hoành Thăng. Hoành Thăng. 10. Rồi, 10. Chiều cao. Chiều cao luôn. 43. 43. Chiều cao đế nôm là 15. Rồi, 15 luôn. Rồi, phôi số 4 này em giao lưu giá là 600.000. Em này là 600.000 mấy anh ơi, 600.000 miễn phí ship. Rồi, đổi luôn. Phôi số 5. Số 5 luôn. Rồi, phôi số 5. Số 5 mấy anh ơi. Rồi, đế nôm ha. Đế nôm này đế dậy luôn, nguyên bị đế dậy luôn nè. À. Rồi, mini dễ chơi luôn mấy anh ơi. Ok. Này rất đẹp ha. Rồi, thông số em này luôn. Số đế 5. Dày như cái rồi, cánh rừng vậy luôn. Rồi, 20 hoành. Rồi, 20 mấy anh ơi. Rồi, cao luôn. Chiều cao là 24. Cao là 24 rồi, luôn. Rồi, cái bệ đế là 46. Rồi, 46. Rồi, phôi số 5 này em giao lưu giá là 800.000. 800.000, bao phí ship mấy anh ơi. Bao ship, bao sống luôn. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Phôi số 6. Số 6. Rồi. Phôi số 6 là quái gì ha. Rồi, em này là số 6 nha mấy anh. Số 6. Rồi, đế nở ha. À. Mã số 6. Nguyên lô giảo hết mấy anh ơi. À. Giảo toàn bộ luôn. Rồi, cho thông số em này luôn. Hoành Thăng. Rồi, Hoành Thăng. 16. Rồi, 16.
Chiều cao là 48. 48 chiều cao á rồi. Rồi, phôi số 6 giá 500.000. Em này là 500.000 luôn. Rồi, bao ship luôn, rồi đổi luôn. Số 17. Rồi, em này là số 7. Số 7. Sorry. Nhảy dữ rồi. Nhảy xa luôn. Chưa ăn cơm cái gì đây nè. Chưa ăn cơm. Sáng giờ chưa ăn cơm luôn. Chưa ăn cơm luôn mấy anh ơi. Nhảy quá rồi. Rồi cho đông số em này luôn. Quái mà giá hơi siêu nữa ha. Rồi, mã số 7 nha mấy anh. Số 7. Nhắc lại mã số 7 hay số 17? Số 7. 12 oanh. Rồi 12. Chiều cao. Cao luôn. 59. Rồi, 59. Rồi, mã số 7 giá 600.000 bao ship. Rồi, em này là 600.000 bao ship anh ơi. Bao ship luôn, rồi đổi luôn. Mã số 8. Rồi, tiếp theo là số 8. Rồi, dán thú ha. Số 8 anh ơi. Dán thú hồi đầu. Số 8 luôn. Tròn vòng luôn, số 8 anh ơi. Số 8. Rồi cho thông số em này luôn. Số 8. Hoành Thân. Rồi Hoành Thân. 16. Rồi 16. Chiều cao 39. 39 luôn. Rồi số 8 giá 650.000. 650.000 bao ship mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo số 9. Số 9. Rồi. Mã số thú ha. Mã số 9 nha mấy anh. Để nôm mà dán thú nữa. Số 9. Tròn vòng luôn. Để chắc là lật ha. Số 9. Cây này cô chú anh chị về mình muốn cho bọn cô những cô đế thì mình ngồi xuống chút nữa, tại vì đế còn dữ lắm. Rồi ok. Rồi cho thông số em này luôn. Số 9 mấy anh ơi. Hoành Thân. Rồi Hoành Thân. 20. Rồi 20 luôn. Chiều cao là 32. Rồi ok. Cao đế nôm là 18. Rồi. Rồi phôi số 9 này giá 750.000. Rồi 750.000 mấy anh ơi. Bao phí luôn. Rồi đổi luôn. Số 10. Rồi tiếp theo là số 10. Rồi số 10 là quái dị cà na ha. Rồi số 10. Mini bonsai để bàn. Rồi quá gọn luôn. Đế bỏ chân rất đẹp ha. Nhìn đế. Quái. Độc lạ luôn mấy anh ơi. Em này là mã số 10 mấy anh ơi. Số 10. Số 10. Rồi đo luôn. Quanh 18. Rồi 18 mấy anh ơi. 18. Chiều cao là 26. 26 luôn. Rồi số 10 giá 500.000 hay bao ship? 500.000 bao ship luôn. Bao ship luôn. Rồi đổi luôn. Rồi 11. Số 11. Rồi. Mã số 11 mấy anh ơi. 11. Là quái vậy luôn ha. Rồi quái luôn. Mini bonsai để bàn chơi rất là đẹp. Mã số 11. Đặc biệt là về khỏi cần ghép. Để bông tự nhiên luôn. Rồi cho thông số 11 luôn. Tất cả dạo hết mấy anh ơi. 17 hoành. Rồi 17. Cao là 29. Rồi 29 luôn. Rồi số 11 giá 500.000 bao ship luôn. Rồi em này là 500.000 bao ship mấy anh ơi. Nãy hồi em xử lý keo chưa yên tâm. Rồi ok đổi luôn. Số 12. 12 lên. Rồi đế nôm ha. Mã số 12. Quái vậy ha. Đế nôm rất là đẹp. Mã số 12 mấy anh ơi. 12. Rồi cho thông số em 12 luôn. Hoành Thân. Rồi. 16. Rồi 16. Nó lại. Đây 16. Rồi 16 luôn. Chiều cao là 28. 28. Rồi. Cao đế nôm là 20. Rồi 20 luôn. Rồi phôi số 12 giá 600.000. Em này là 600.000 mấy anh ơi. Bao ship bao sống luôn. Rồi ok đổi. Phôi số 13. Rồi em này là 13. Đó, dán thú luôn ha. Rồi mã số 13 mấy anh ơi. 13. Cây này già cây nó lên sụn nú chứ nè. Lên sụn nú chứ nè. Mã số 13 mấy anh ơi. 13.
Rồi thông số em này luôn, 13. Hoành thăng 18. Rồi 18. Cao luôn. Chiều cao là 31. Rồi 31. Rồi số 13 giá 600.000. Em này là 600.000 mấy anh ơi, 600.000. Bao sóng, bao ship, bao bông của chú chị luôn. Rồi đổi luôn. Rồi 14. Tiếp theo là 14. Rồi 14 là thế. Quái ha. Mã số 14 mấy anh ơi. Quái 14. Gì? Đây có thẻ mà nó kéo dài chừng ha. Đây. Rồi, kéo dài chừng này. Nè, kéo dài hết rồi. Anh có chú chị yên tâm. Nha mấy anh. Em này là 14. Rồi, thông số 14 luôn. Hoành thăng. Rồi, hoành thăng. 17. Rồi, 17. Chiều cao là 24. 24 luôn. Rồi số 14 giá 450.000. Rồi bao ship luôn. Rồi 450.000 ha. Rồi đổi luôn. Số rồi, 15. Tiếp theo 15. Rồi thăng trực lắc ha. Mã số 15 mấy anh ơi. Rồi. 15. Đế nôm trực lắc luôn. Mã số 15 nha mấy anh. 15. Mã số 15. Rồi thông số của 15 luôn. Hoành thăng 17. Rồi okay. Chiều cao là 63. 63 chiều cao. Rồi đế nôm cao là 22. Rồi 22 luôn. Rồi phôi số 15 này giá 550.000. Rồi 550.000 bao ship. Rồi đổi luôn. 16. Rồi tiếp theo là 16. Rồi đế nôm lùng lực ha. 16 mấy anh ơi. Ô sai. Mã số 16. Rồi quá là mini luôn. Đế quái ha. Mã số 16 mấy anh ơi. 16. Rồi thông số em này luôn. Hoành thăng 14. Rồi 14. Chiều cao là 21. Rồi 21 luôn. Chiều cao đế nôm là 15. Rồi 15. Rồi số 16 này giá 450.000. Rồi 450.000 đổi luôn mấy anh ơi. Rồi tiếp theo. Rồi phôi số 17. 17. À. Mã số 17 nha mấy anh. 17 cũng là đế nôm luôn. Rồi đế nôm luôn. 17. Rồi thông số 17 luôn em ơi. 17 luôn. Hoành thăng. Hoành thăng 21. Rồi 21 luôn. Cao. Chiều cao là 33. Rồi ok 33. Rồi số 17 giá 450.000 bao ship luôn. Rồi bao ship mấy anh ơi. 17. Rồi đổi luôn. 18. Rồi 18. Rồi đây là mai tàn ha. Rồi thành mã số 18 rồi. Này cô chú anh chị về mình để vô chậu mình chơi thôi. Mã số 18 nha mấy anh. Không đẹp ha. Mã số 18. Rồi tròn vòng luôn. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Mã số 18 anh ơi. 18. Rồi cho thông số 18 luôn. Hoành thăng. Rồi 18. Rồi 18 cao. Cao 110. 110. Rồi số 18 giá 700.000 bao ship. Rồi 700.000 mấy anh ơi, bao ship. Rồi đổi luôn. Rồi 19. 19. Rồi. Mã số 19 mấy anh ơi. Lùng lực con sai ha. Mã số 19. Mã số 19. Rồi để bàn luôn mấy anh ơi, quá gọn rồi. Rồi cho thông số em này luôn. Mã số 19. Hoành thăng 20. Rồi 20. Chiều cao là 24. 24 luôn. Rồi, rồi số 19 giá 450.000. Rồi 450.000. Bao ship. Rồi đổi luôn. Số 20. Rồi tiếp theo là 20. Rồi. Nguyên cũ ha. Mã số 20 mấy anh ơi, 20. Rồi nhỏ nhưng mà cũng khá là lạ mắt nha mấy anh. Rồi, cái này là cái thẹo mà người ta sắn cái ấy cái giá xuống đó. Rồi. Nhưng mà giờ nó kéo da ra rồi. Đây. Kéo da chưa nè, đó kéo da chưa nè. Cho nên là sống khỏe. Rồi, sống khỏe. Nói chung là bao ship, bao sống luôn mấy anh. Bao ship, bao sống cho nên cô chú chị yên tâm. Mọi vấn đề đều có thể gọi điện thoại. Rồi. Hoành thăng 18. Rồi 18.
chiều cao là 20. Rồi 20. Rồi số 20 giá 450.000. Rồi 450.000, rồi đổi luôn. Rồi số 21. Rồi em này là 21 mấy anh ơi, 21. Rồi 21 là mai thành phẩm nha. Rồi cho tròn vòng luôn. Mã số 21 nha mấy anh. 21. Không giảo vô chú chị. Rồi giảo luôn mấy anh ơi. Tất cả đều giảo hết. Đây cái củ đây, củ đế đây. Rồi à, có củ đế luôn. Bây giờ. Chắc đẹp ha. Mã số 21 nha mấy anh. Cây có chi sẵn rồi, về của chú anh chị muốn vẽ sao vẽ. Rồi đầy đủ luôn. Rồi như vậy là cho thông số em này luôn, 21. Rồi. Cái củ 39 củ. Rồi 39 mấy anh ơi. Rồi. Hoành thân. Rồi hoành thân. 19. Rồi 19 luôn. Chiều cao. Cao của em 107. 107 chiều rồi, cao. Rồi phôi số 21 này giá là 1.100.000. 1.100.000 mấy anh ơi. 1.100.000. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo 22. Số 22. Mã số 22. Rồi. Rồi cho anh xin tròn vòng luôn, xin tròn lòng luôn. Mã số 22 mấy anh ơi, 22. Quá đẹp. Này tàn điệu chứ luôn ha. Rồi, có tàn điệu luôn. Này tàn điệu chứ này. Củ yên, củ đế nè. Rồi, xin tròn vòng luôn. Rồi cho thông số em này luôn. Rồi. Rồi cái củ 36. Rồi 36 anh ơi. Rồi 36. Hoành thân. Thân 20. Rồi 20. Chiều cao. Cao luôn. 108. Rồi 108. Rồi số 22 giá là 1.200.000. 1.200.000 22 mấy anh ơi. Bao ship bao sống luôn mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo là 23. 23. Rồi hỗ trợ thiên gì không? 23 mấy anh ơi, 23. 23. Mã số 23 mấy anh ơi. Đây là lúc em giao là em lấy chậu ha. Rồi, chậu lấy lại nha mấy anh ơi. Tại cái chậu nặng lắm, ship nặng tiền. Ship hơn hơn cái cây vậy. Nếu mà gần gần đây cũng cho luôn nhưng mà xa quá. Tiền ship nó nặng lắm. Gần tặng luôn chậu. Rồi nếu mà gần thì tặng luôn. Rồi cho thông số em này luôn, 23 mấy anh ơi, 23. Hoành thân 19. Rồi 19. Chiều cao. Cao luôn. 93. 93 chiều cao. Rồi số 23 này giá 800.000. 800.000 mấy anh ơi, 800.000 bao ship. Rồi đổi luôn. Rồi 24 lên. 24. Mã số 24 mấy anh ơi, 24. Rồi, dáng thú nằm ha. Mã số 24 luôn ha. Rồi cho tròn vòng luôn, 24. Đây là có chân sẵn ha, chân nè, chưa có móc ra. Chân chẳng đủ hết trơn á. Rồi có đầy lũ luôn. Đây. Đây chân đây. Nè. Rồi xin tròn vòng luôn. Mã số 24 nha mấy anh ơi, 24. Thằng rất là quái hay nó quấn nè. Rồi, vậy là nguyên lô giảo hết ha. Nguyên lô giảo hết rồi. Giảo hết luôn. Rồi cho xin thông số em này luôn. Hoành thân. Rồi hoành thân 21. Rồi 21 luôn. Cao. Chiều cao 73. Rồi 73. Rồi phôi số 24 này giá là 1.100.000. 1.100.000 mấy anh ơi. Bao ship bao sống luôn. Rồi đổi luôn. 25. Cuối cùng. Mã số 25. Rồi mã số 25. Mã số 25 mấy anh ơi. Cái này là thú ha. Rồi lắc nhẹ luôn, lắc luôn. Mã số 25 luôn. Thú thành phẩm. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Quá. Đây một chú anh chị coi, đây chân này. Đó, hai chân trước nè. Đó. Rồi hai chân sau ha. Đây là cái đuôi ha. Rồi gõ nét luôn. Đây là gõ nét thú luôn đó. Mã số 25 mấy anh ơi, 25. Rồi cho thông số 25 luôn. Hoành thân. Rồi hoành thân
17. Rồi 17 mấy anh ơi. Chiều dài anh thú 21. Rồi 21. Chiều cao là 110. 110 chiều cao. Rồi số 25 gián thú này em giao lưu giá là 2.200.000. 2.200.000 mã số cuối cùng, mã số 25. Rồi chậu... bao ship nhưng mà bỏ chậu lại ha. Rồi bỏ chậu lại nha mấy anh. Ai lấy chậu thì chậu này nặng lắm. Rồi ok, cũng đã cuối video, cho bà con lời chào dạ. Luôn thì cũng 25 này là cũng là cuối clip rồi, cũng rồi. Cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua ủng hộ em với anh Tâm. Okay. Dạ thì cũng chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, sống và thành công ha. Rồi dạ, rồi tạm biệt, hẹn gặp lại luôn ha. Mến chào tạm biệt, rồi chúc sức khỏe luôn. Rồi Cần Thơ hôm nay mưa nghe mấy anh ơi, thông tin thời tiết luôn. Khu vực này là sân vận động ha. Khu vực sân vận động. Rồi rất cảm ơn các anh đã ủng hộ và đăng ký kênh để được cập nhật video mới. Tạm biệt và hẹn gặp lại luôn. Mến chào tạm biệt.